Hôm nay là thứ tư ngày 15 tháng 2. Mình bắt đầu luyện tập shadowing của Michiyoku Tsukau Kaiwa của Lạc Lạc Việt Nam Go. Bắt đầu. Ngày phía trước kia kìa em. Anh ơi, cho em hỏi City Roadmap có gắn này không ạ? Ngày phía trước kia kìa em. Chị ơi, chị giúp tôi dọn đến sân bay đồng meeting với. Anh sẽ phải ở đằng kia rồi đi 500 mét nữa là tới. Chị ơi, chị giúp tôi dọn đến sân bay rồi đi 500 mét nữa là tới. Chị ơi, chị có biết đại học của mày ở đâu không? Em cứ đi thẳng hết đường cầu dài rồi hỏi tiếp nhé. Em cảm ơn chị. Chị ơi, chị có biết đại học của mày ở đâu không? Em cứ đi thẳng hết đường cầu dài rồi hỏi tiếp nhé. Salam đấy. Em cảm ơn chị. Anh ơi, đây là ở đâu đây à? Ở đây là Bàn Miếu. Anh ơi, đây là ở đâu đây à? Ở đây là Bàn Miếu. Chắc có phải xe buýt đi đến bên Giám Bát không? Không phải anh đi xe buýt 32 hoặc 19 nhé. Chắc có phải xe buýt đi đến bên xe Giám Bát không? Không phải anh đi xe buýt 32 hoặc 19 nhé. Em muốn đi đâu? Tôi muốn đến Lam Bắc. Em muốn đi đâu? Tôi muốn đến Lam Bắc. Chị chỉ giúp em đường đến sân bay với à? Chị không biết đâu. Em hỏi người phát khác đi. Chị chỉ giúp em đường đến sân bay nội với à? Chị không biết đâu em người à? Tôi đang muốn đi tới hậu tay bán chị. Xin lỗi, tôi đang bận. Tôi đang muốn đi tới hậu tay bán chị đường giúp tôi được không? Xin lỗi, tôi đang bận. Từ đây ra Big C hết bao nhiêu bài chú? 40.000 nhé cháu. Lên đi chú chờ. Từ đây ra Big C hết bao nhiêu bài chú? 40.000 nhé cháu. Lên đi chú chỗ. Đi thẳng đường này là bên E đường đúng không anh? Đúng rồi, ngay bên phải đường đợi em. Cảm ơn anh. Đi thẳng đường này là bên E đường không anh? Đúng rồi. Cảm ơn anh. Cho chị hỏi, gần đây có bưu điện nào không? Gần đây không có bưu điện nào đâu. Chị sang khu cầu dậy. Cảm ơn em. Cho chị hỏi, gần đây có bưu điện nào không? Gần đây không có bưu điện nào đâu. Chị sang khu cầu dậy xem sau. Cảm ơn em. Đi từ đây đến sân bay nó vài xa hơn chị. Khoảng 40 km. Ui, xa thế. Đi từ đây đến sân bay nó vài xa hơn chị. Khoảng 40 km. Ui, xa thế. Đường nào gần nhất để đi đến công viên tự lệ vậy anh? Đi đường là này nhé. Đường nào gần nhất để đi đến công viên tự lệ vậy anh? Đi đường là này nhé. Bạn có biết giặt chụp phim quốc gia ở đâu không? Xin lỗi, tôi không ở khu này. Bạn có biết giặt chụp phim quốc gia ở đâu không? Xin lỗi, tôi không ở khu này.
mua chiếc súng xe. Chị đã bỏ lên đầu ô ngã tù rồi, xin lỗi chị xóa trình giấy tờ. Mua chiếc súng xe. Chị đã bỏ lên đầu ô xóa trình giấy tờ. Đề nghị anh thắt tầng cỏ. Tôi bị lỗi gì vậy ạ? Anh đã vượt qua tốc độ trên đoạn này. Để nhị tắt anh tắt tiền cổ. Tôi bị lỗi gì vậy ạ? Mẹ ơi, kia là cái gì vậy mẹ ạ? Đây là bóng xoắn con ạ. Mẹ ơi, kia là cái gì vậy mẹ ạ? Đây là bóng xoắn con ạ. Anh ơi, hình như anh đi sai đường rồi, em thấy đường này là nắp. Anh đi đường tắt em ạ. Anh ơi, hình như anh đi sai đường rồi, em thấy đường này là nắp. Anh đi đường tắt em ạ. Cô Hằng, các cô như đông về không đấy? Sao thì mãi mà vẫn ở Soạn Thanh Soạn, khó mà quăng ngã tu cha là sang cầu dạy rồi đấy. Các cô như đông về không đấy? Sao thì mãi mà vẫn ở Thanh Soạn thế nào? Khó mà quăng ngã kia là sang cầu dạy rồi đấy. Ờ, anh nhìn kia, tao đến kia đúng không? Đúng rồi, Việt Nam mình cũng có tàu điện rồi đấy. Thế nhỉ, lần đầu tiên em nhìn thấy tàu điện đấy. Ồ, anh nhìn kia, tàu điện kia đúng không? Đúng rồi, Việt Nam mình cũng có tàu điện rồi đấy. Thế nhỉ, lần đầu tiên em nhìn thấy tàu điện đấy. Xích lô trở ra bài tiền 200 nhìn một tiếng cậu nhé. Chú cho tôi dọc quang phổ này với. Xích lô trở ra thế nào vậy chú? 200 nhìn một tiếng cậu nhé. Chú cho tôi dọc quang phổ này này với. Anh ơi, đoạn này sẽ mày có đi được không ạ? Không em ơi, em nhìn bên bảo trì ạ. À vâng, em cảm ơn anh nha. Anh ơi, đường này xe máy có đi được không ạ? Không em ơi, em nên bảo biển bảo chìa chìa. À vâng, em cảm ơn anh nha. Anh ơi, đi chậm lại tới đêm bàn rồi chìa, rồi chìa. Ừ, anh biết rồi. Anh ơi, đi chậm lại tới đêm bàn rồi chìa. Ừ, anh biết rồi. Sao em không đi đường kia cho gần? Đường đấy là đường một chiều đấy, em không biết à? Sao anh không đi đường kia cho gần? Đường một chiều đấy, em không biết à? Tại con đường thế này, bao giờ mới tới nơi đây? Ai bảo thích đi chơi bảo giờ cao điểm. Tắc đồng thế này, bảo mời tới nói đây. Ai bảo em thích đi chơi bao giờ cao điểm. Sao chỗ kia đồng người chỗ đây mới xảy ra tai nạn đấy chứ? Sao chỗ kia đồng người thế này, thế nhỉ? Chỗ đấy mới xảy ra tai nạn đấy chứ? Với xe kia là xe gì đấy à? To thế? Xe container đấy con. Với xe kia là xe gì đấy à? To thế? Xe container đấy con. Em chắc chắn mắn xem đi đường này đường chua. Đúng rồi, đến đến sang kia đường rồi anh nhé. Em chắc chắn mắn xem đi đường này đúng chưa? Đúng rồi, đến đến xem kia thì sang đường anh nhé.
Nay cậu đi học bằng gì đấy? Tôi đi xe buýt mệt quá. Nay cậu đi học bằng gì đấy? Tôi đi xe buýt mệt quá. Này, đi bảo là đường cậu ô tô đường vắng mà. Không sao đâu. Nguy hiểm lắm. Cậu đi sắp vào này đi. Này, đi bảo làn đường của ô tô đường vắng mà. Không sao đâu. Nguy hiểm lắm. Cậu đi sắp vào này đi. Cảnh sát giao thông ở phía trước kia, cậu đi cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Không phải sao? Cảnh sát giao thông ở phía trước kia, cậu đi cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Không phải sao? Mình nhìn kia, chú kia vừa đi chuyện và nghiệp điện thoại kia. Nguy hiểm quá. Mẹ nhìn kia, chú kia vừa đi xem và nghiệp điện thoại kia. Nguy hiểm kia quá. Sao tổng hôm nay vẫn thế vô nhỉ? Sắp Tết rồi, mọi người nhi làm về quê ăn Tết hết rồi nên vẫn bạn con à. Sao tổng hôm nay vẫn thế vô nhỉ? Sắp Tết rồi, mọi người nhi làm về quê ăn Tết hết rồi nên bạn con à. Ok, xin lỗi, chết chút rồi.